kênh giao thông nước Việt, kênh chuyên reaction về những tình huống giao thông được camera giao thông ghi lại. Hy vọng mọi người sau khi xem xong video sẽ có được những phút giây giải trí thư giãn, từ đó tham gia giao thông an toàn hơn. Cái gì vậy bà nội? Rồi, mày xong rồi. Đều lúc tối đi thôi với một người nó chắc là đưa ra được rồi. Không lòng thì không phải là ngoài khi vào chắc. Đúng rồi, sẽ nhận được ngoài. Ông thủ qua ông đi đấy, ông chuyên đi chạy đường này hả? Trong nghiên cứu lao động sản xuất có nhiều sáng kiến cải tiến nhằm nâng cao năng suất lao động, cải thiện môi trường làm việc, tiết kiệm nguyên vật liệu trong quá trình sản xuất. Dịp này, Liên đoàn Lao động huyện Phú Giáo cũng đã trao 4 xuất quỹ hỗ trợ công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện với tổng số tiền 34 triệu đồng. Bà Lê Thị Kim Cương, chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Phú Giáo, cái thằng chết tiệt này mày đang làm cái quái gì vậy hả? Đoàn viên người lao động làm việc tại các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn huyện đã tích cực hưởng ứng tham gia sôi nổi các phong trào thi đua do các cấp công đoàn phát động. Công đoàn các khu công nghiệp gắn kết cùng tổ chức họp mặt kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28 tháng 7 năm 1929, 28 tháng 7 năm 2024 đến từ con ông Nguyễn Tấn Đạt, phó chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh. Thank you.
sớm, hai em đã hôn nhau rồi. Xe VinFast này là của bạn gái, biển xe 98. Của người bị nạn đấy. Biển 98 42232 nhá. Đấy, đâm vào cái đít xe lại là bị đỗ ở đường hết dầu. Ôi. Lại đứt rồi trên mạng rồi. Còn gì nữa đâu mà khóc với trầu. Còn gì nữa đâu mà buồn với nhớ. Thôi hết trôi. Anh Thánh ra cho em vào. Người ta đang vội làm nhiệm vụ đấy ạ. Vụ anh đứng dịch ra đi. Người có ý thức đứng trắng cổng. Em đừng điên đi. Hey!